Đây là cầu phao Bắc Danh sau khi bị đứt tăng đơ, dẫn đến tuột và đứt 8 dây cáp phía thượng lưu vào ngày 29 tháng 6. Sau khi thủy điện Tuyên Quang xả 3 cửa xả đáy với lưu lượng khoảng hơn 5.000 mét khối một giây, nước lớn chảy xiết đã làm đứt cầu phao, khiến cho hai thôn Bắc Danh và Nà Cóc tạm thời bị cô lập. Cầu được đi vào hoạt động của năm 20 đầu năm của 2027 thì nhân dân hai thôn Bắc Danh và Nà Cóc thì rất vui mừng và phấn khởi được đi lại dễ dàng mà không phải qua sông, không phải đi bằng đò nữa. Hiện nay thì cái cầu do thủy điện Na Hang xả lũ thì cầu bị mất, cả hai thôn đều quá là buồn. Mỗi ngày cầu phao Bắc Danh có hàng trăm lượt qua lại. Sau khi cầu phao đứt cáp đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân, từ việc giao thương buôn bán cho đến ốm đau bệnh tật đều phải trông chờ thuyền để qua sông. Khó khăn nhiều dưới đấy, như hiện bây giờ tôi đưa cháu đi viện đây này, bây giờ là cũng phải chờ đò. Được biết cầu giao Bắc Danh mới được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2016. Cầu được xây dựng với tải trọng thiết kế cho người và xe máy 200 kg một mét khối, khổ cầu rộng 2 mét, chiều dài cầu là 150 mét. Tổng kinh phí xây dựng công trình lên tới 4,7 tỷ đồng. Sau khi cầu phao đứt cáp, để đảm bảo tạm thời cho việc đi lại của người dân, huyện Na Hang đã điều động chiếc thuyền du lịch chở miễn phí người dân qua lại sông Gâm. Là chúng tôi mới xây dựng cái giờ để cho cái phương tiện hoạt động, đặc biệt cũng chỉ đạo cho cái chủ đò thuyền đấy là những lúc dông bão, nước chảy xiết về tối trời thì không được chuyên chở khách. 135 hộ dân thôn Bắc Danh và Nà Cóc đang rất mong cầu phao Bắc Danh sớm được sửa chữa để đảm bảo cho việc đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trong khu vực.